65 năm trước, ngày 30 tháng 1 năm 1950, cùng với Trung Quốc, Liên Xô là hai nước đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Những biến động lịch sử trong 6 thập kỷ rưỡi đã chứng minh cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia. Dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga có một mối quan hệ đặc biệt, đó là tình bạn, tình anh em, tình đồng chí, là đối tác chiến lược. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập dân tộc, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ to lớn vô tư của nhân dân Liên Xô. Không chỉ vật chất và tiền bạc, Liên Xô còn cử các chuyên gia sang Việt Nam giúp Việt Nam kháng chiến và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Hơn nữa, Liên Xô, nước Nga ngày nay đã trở thành một trường đại học lớn, đào tạo cho Việt Nam gần 40.000 cán bộ và chuyên gia đủ các ngành. Ngày 1 tháng 3 năm 2001, Việt Nam và Nga đã ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược và năm 2012 nâng lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Trên tinh thần hợp tác đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt-Nga không chỉ phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước, mà còn vì lợi ích hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực Thái Bình Dương và trên thế giới. Xin kính chào quý vị khán giả, thưa quý vị và các bạn. Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nga Ostrovsky là cuốn sách gối đầu giường của bao thế hệ người Việt Nam chúng ta, cũng như Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Những nhân vật trong tiểu thuyết luôn thể hiện tính chất kiên định, đồng lòng vượt khó để cùng nhau tiến lên. Tình đồng chí, tình bạn trong sáng của họ được tôi luyện trong gian khó và là điểm tựa vững chắc cho ngày mai. Mối quan hệ Việt Nam, Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay cũng như vậy. Sự chia sẻ những giá trị của lãnh đạo và nhân dân hai nước, tính nhân văn trong tính cách dân tộc đã làm cho hai quốc gia cách xa nhau về địa lý, khác nhau về lịch sử, tôn giáo lại rất gần gũi và gắn bó với nhau. Khoảng cách thì mênh mông nhưng trái tim chúng ta thì gần gũi. Về những chặng đường lịch sử, những kết quả hợp tác, những câu chuyện cảm động về mối tình Việt-Nga và những kế hoạch cho tương lai trong chương trình Việt Nam và Thế giới hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, xin được giới thiệu với các bạn vị khách mời hôm nay của chúng tôi, giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong những chuyên gia lịch sử hàng đầu của Việt Nam. Cảm ơn giáo sư Vũ Minh Giang đã nhận lời tham gia chương trình Việt Nam và Thế giới hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, Việt Nam và Liên bang Nga năm nay đã đang và sẽ triển khai những hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm 65 năm ngày thành lập quan hệ giữa hai nước. Kỷ niệm ngày lịch sử này, chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường 65 năm đã qua và có những định hướng cho tương lai. Thưa giáo sư, chúng ta trở lại cái giai đoạn lịch sử năm 1950, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc đấy còn non yếu, chưa có kinh nghiệm, nghèo đói mà phải dồn hết sức để mà chống quân Pháp bảo vệ độc lập dân tộc. Thì giáo sư có thể cho biết về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Liên bang Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết vào ngày 30 tháng 1 năm 1950 không? Đấy là thời kỳ mà cuộc kháng chiến chống Pháp của chúng ta đấy đã trải qua một cái giai đoạn có thể nói là cực kỳ khó khăn. Cũng đến một cái thời điểm mà chúng ta phải chuyển sang một cái giai đoạn để giành cái thắng lợi quyết định. Thì ở cái thời điểm ấy, ký được một cái hiệp định để thiết lập quan hệ ngoại giao với một cường quốc, có thể coi lúc ấy là một trong những cường quốc hàng đầu thế giới đấy, có cái vai trò hết sức là quan trọng. Và chính vì vậy cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể nói đã tìm mọi cách để có được cái quan hệ này. Chúng ta thành lập nước vào năm 45, nhưng mà phải 5 năm sau thì chúng ta mới để cho các bạn Liên Xô đấy hiểu được cái sự nghiệp chính nghĩa của mình. Do đó mà cái ý nghĩa này theo tôi là rất quan trọng vì nó tạo ra thế và lực mới cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Khi tôi học ở Moscow vào cuối những năm 80
thì tôi được tiếp xúc với rất nhiều các bạn học sinh và sinh viên quốc tế, và trong tâm thức của các bạn bao giờ cũng là những cái từ như là Việt Nam, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp. Chiến thắng Điện Biên Phủ thực sự đã làm chấn động địa cầu. Thưa giáo sư, từ trước đến nay thì chúng ta thường viết nhiều và đề cập nhiều đến sự giúp đỡ của Liên Xô trong kháng chiến chống Mỹ. Còn về kháng chiến chống Pháp thì hầu như chúng ta biết rất là ít. Giáo sư có thể cho ý kiến về vấn đề này không ạ? Cũng có một cái thực tế là chúng ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 46 thì đến năm 50, tức là đã trải qua 4 năm thì gần như thiếu vắng sự giúp đỡ của Liên Xô vì chúng ta chưa có cái quan hệ ngoại giao. Do đó mà ít nói đến cái đó đấy là cũng có cái lý do khách quan ấy. Nhưng mà đấy là một thiếu sót, là bởi vì cái giai đoạn quyết định cho cái thắng lợi của kháng chiến chống Pháp ấy, đó là cái giai đoạn từ năm 50 đến năm 54, trong đó đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ. Thì ngay sau khi mà ký được cái hiệp định để Liên Xô công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đấy, thì chúng ta đã nhận được những cái viện trợ hết sức là to lớn về mặt vật chất. Đó là một cái, những cái vũ khí hiện đại như là pháo cao xạ để mà khống chế cái đường không, là cái đường tiếp viện rất là quan trọng cho Điện Biên Phủ. Rồi là những cái xe vận tải. Rồi là rất nhiều những cái khí tài khác. Trong đó đặc biệt là chúng ta phải tính đến những cái dàn hỏa tiễn nổi tiếng Katyusha. Nhưng có lẽ quan trọng hơn ấy, đó là tạo ra cái uy thế cho Việt Nam. Tức là có một cái hậu thuẫn, trước đó là Trung Quốc vào năm 49 và ngay sau đó năm 50 là Liên Xô đấy. Thì thế và lực của chúng ta tăng lên gấp bội. Và đấy chính là cái cơ sở để chúng ta cùng với cái sự chiến đấu quả cảm thì giành được cái thắng lợi cuối cùng ở Điện Biên Phủ. Thì tôi cho rằng vai trò của Liên Xô rất là quan trọng trong cái sự nghiệp kháng chiến chống Pháp của Việt Nam. Và chiến thắng Điện Biên Phủ đã buộc Pháp phải ngồi vào ký hiệp định Geneva về hòa bình ở Việt Nam. Thì giáo sư có thể cho biết về cái vai trò của Liên Xô trong cái việc ký kết hiệp định này. Pháp vừa cùng với các cái nước trong phe đồng minh như là Mỹ và một số nước khác đấy, thì ngồi vào đàm phán với Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam về vấn đề Đông Dương đấy, thì có trước chiến thắng Điện Biên Phủ. Và đó phải nói rằng vai trò của Liên Xô rất là quan trọng. Trước đó trong một cái hội nghị tổ chức ở Berlin đấy, thì Liên Xô đã đề xuất cái vấn đề đó. Tức là để mà đàm phán về cái chuyện mà ổn định tình hình ở Đông Dương, thực chất là giải quyết vấn đề chiến tranh của Pháp ở Việt Nam. Mặc dù phía Mỹ rồi Pháp, Anh ấy, thì tìm mọi cách trì hoãn, nhưng mà cuối cùng ấy thì bằng rất nhiều áp lực ngoại giao ấy, thì đã đạt được cái việc là thiết lập một cái hội nghị tổ chức ở Geneva. Nhưng mà cũng phải nói rằng là cái vai trò của Liên Xô ấy cũng sẽ không có nhiều ý nghĩa lắm nếu chúng ta không giành được cái thắng lợi quyết định trên chiến trường Điện Biên Phủ. Cho nên hiệp định Geneva thì đây chính là một cái thắng lợi tổng hợp của đấu tranh ngoại giao, của chiến thắng trên mặt trận quân sự, và đặc biệt có cái sự hậu thuẫn của các cái nước bè bạn, trong đó có vai trò của Liên bang Xô Viết. Khi tôi còn nhỏ thì tôi hay được nghe bố mẹ và các cô chú kể về sự xuất hiện của chuyên gia Liên Xô sau năm 1954 tại miền Bắc Việt Nam để giúp Việt Nam khôi phục lại sau chiến tranh và xây dựng một cuộc sống mới. Thưa giáo sư, sự giúp đỡ này đã được thể hiện như thế nào? Sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng thì công việc xây dựng đất nước cũng như là chuẩn bị mọi mặt cho một cái cuộc kháng chiến chống Mỹ mà chúng ta đã biết từ trước ấy, thì nó bề bộn. Trong một cái bối cảnh như vậy thì sự giúp đỡ của phe xã hội chủ nghĩa nói chung và trong đó cái vai trò đặc biệt quan trọng của Liên Xô nói riêng đấy, thì đã đóng một cái vai trò theo tôi là rất là quan trọng. Lúc đó thì như chúng ta đã biết thì tất cả mọi thứ chúng ta đều thiếu. Chưa kể tới cái việc mà khôi phục lại thì những cái tổn thất do chiến tranh đó. Thì Liên Xô đã giúp chúng ta xây dựng hàng loạt các cái nhà máy cơ khí đầu tiên, rồi là rất nhiều các cơ sở công nghiệp khác. Nhưng mà đặc biệt là từng lớp thanh niên ưu tú của chúng ta đấy, được cử sang Liên Xô học tập. Bởi vì cái yếu tố quyết định, yếu tố con người, thì tôi cho cái vai trò đào tạo các chuyên gia trên tất cả mọi phương diện cho Việt Nam ấy là có vai trò quan trọng nhất. Liên Xô đã trợ giúp Việt Nam rất nhiều trong việc đào tạo nguồn nhân lực,
Và theo thông số của Bộ Giáo dục Nga thì Liên Xô đã đào tạo cho Việt Nam hơn 40.000 cán bộ và chuyên gia các ngành khác nhau. Những cái nhóm sinh viên, học sinh đầu tiên được Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cử sang Liên Xô để học tập và sau này về phục vụ đất nước thì đã được sang từ những năm 50. Nước Nga đã để lại trong họ rất nhiều kỷ niệm sâu sắc và tình cảm của nước Nga với họ là sâu đậm, và ngoài kiến thức mà họ nhận được thì cái tình cảm đó cũng là hành trang cho họ vào đời. Sau đây là một số hồi ức của các cựu sinh viên và học sinh đã được cử sang Liên Xô học vào những năm 50. Học sắc cho tôi ở với hai đồng chí ấy là ở bộ đội về học hơn tôi 3 lớp. Thế thì là ở với nhau rất là thân mật, mà có một cái chuyện là rất buồn cười là lúc tôi qua thì xanh xao sốt rét mà rát rồi. Thế thì là một hôm tôi mới nấu súp thịt lợn, mời hai các đồng chí cùng ăn. Tưởng bỏ ra bát ra biết thế nào, không, ông lấy 3 cái thìa chia cho 3 người cùng hút bỏ trong đó. Mà tôi xanh xao, người đang còn ốm. Thế tôi lạ lắm, người Nga đấy hút người nhau 3 người cùng một thìa thì chúc trong một cái son mà ăn với nhau thì là biết ngay là họ không có một cái thành kiến gì cả, đấy nhau tử tế lắm, rất là quan tâm, phải nói như vậy, và coi như là con em trong nhà, có sự chăm sóc rất là chu đáo, hướng dẫn rất là chu đáo về cách ăn ở đi lại thì là rất nhiều chi tiết. Thời đó là một nền giáo dục, tất nhiên là có những mặt này mặt kia có những khiếm khuyết, nhưng mà nó là một cái nền giáo dục cơ bản và có phần nào là kinh điển và rất nhân văn. Đấy, thế thì nó để lại một cái gì đó rất là quan trọng trong cái cốt cách của mình, trong cái bản lĩnh của mình, trong cái nhân cách của mình, để sau này mình tiếp tục vào đời, tiếp tục công tác. Chính sách của Liên Xô đối với anh em học sinh Việt Nam rất là chu đáo, rất là vẹn toàn, mặc dù là bạn rất là khó nhưng mà cũng cung cấp đầy đủ chỗ ăn chỗ ở các thứ, thì có bao giờ mất học phí gì đâu, mà toàn bạn là chi hết. Thì từ cái đào tạo ấy nó tạo nên một cái đội ngũ cán bộ rất là đa dạng, đào tạo rất là cơ bản về để mà góp phần xây dựng miền Bắc và chiến đấu để mà giải phóng miền Nam. Thì có lẽ cái ơn huệ này là một trong những ơn huệ lớn nhất của Liên Xô đối với chúng ta, bên cạnh cái việc giúp đỡ vật chất và ủng hộ về tinh thần. Giáo sư cũng là một người đã được học ở Nga, được học ở Đại trường Đại học Tổng hợp Lomonosov, MGU nổi tiếng. Vậy giáo sư có thể nói gì về những năm tháng đó? Trong cuộc đời của tôi đấy thì 5 năm ở Moscow học tại Đại học Lomonosov, tôi nghĩ đấy là một cái quãng đời đẹp mà không bao giờ quên được. Nhưng cái điều mà tôi nghĩ rằng nó vô cùng có giá trị đối với tôi đấy là trong thời gian này đấy thì tôi đã học được rất nhiều từ các thầy và bạn người Nga. Trong đó phải nói tới cái tầm nhìn. Người Nga đã dạy tôi là muốn làm một cái việc gì đó thì phải có tầm nhìn xa. Cái câu triết lý của ông Kandish được khắc bằng vàng ở đó đấy, là cốt yếu đối với giáo dục đại học ấy, là ở cái tầm nhìn. Rồi sau đó đấy, họ dạy tôi về mặt phương pháp và kỹ năng thay vì dạy những kiến thức cụ thể, và đấy là cái mà một cái hành trang có thể dùng được cả đời. Và sau hết thì tôi nghĩ rằng là cái sự trung thực của người Nga đấy là một cái mà tôi chịu ảnh hưởng rất sâu đậm. Cái cuộc sống thì rất cần đến sự trung thực, nhưng làm khoa học đấy, cái sự trung thực còn đóng vai trò quan trọng gấp bội. Thưa giáo sư, để thắng Mỹ giành độc lập dân tộc thì Việt Nam đã phải trải qua bao khó khăn gian khổ. Và trong thành công đó, nhân dân Việt Nam luôn luôn biết rõ cái sự giúp đỡ to lớn và vô tư của nhân dân Liên Xô. Đánh giá của ông về vai trò của Liên Xô trong kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của chúng ta đấy, thì đây lại là một cuộc chiến tranh mà cần tới
những cái trang thiết bị hiện đại. Tôi lấy thí dụ chẳng hạn, khi mà người Mỹ dùng máy bay B-52 để đánh chúng ta đấy, nếu chúng ta không có để tên lửa SAM của Liên Xô đấy, thì có lẽ đúng như người Mỹ nói, họ sẽ làm cuộc dạo chơi. Nhưng điều quan trọng hơn ấy, đó là cái hậu thuẫn. Bởi vì muốn hay không, chúng ta khi tiến hành cuộc chiến tranh chính nghĩa này đấy, chúng ta biết đằng sau lưng chúng ta còn có cả một cường quốc làm hậu thuẫn. Thì đấy là rất là quan trọng, là cái chỗ dựa tinh thần cho toàn đảng, toàn dân chúng ta. Cho nên là chúng ta giành được thắng lợi. Cái sự quyết định là ở cái độc lập tự chủ của chúng ta. Nhưng cái sự giúp đỡ này, đấy, theo tôi ấy, là cần phải đánh giá như là một yếu tố góp phần vào cái thắng lợi này, với ý nghĩa là tương đối là quyết định ấy. Cảm ơn giáo sư. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã từng nói là chúng ta không thể phát triển nếu không có Điện Thác Bà, Hòa Bình, Trị An, Uông Bí, Phả Lại. Mà hầu hết tất cả các công trình này là do Liên Xô trợ giúp chúng ta xây dựng. Thì giáo sư đánh giá như thế nào về sự giúp đỡ của Liên Xô trong cái công cuộc khôi phục lại và xây dựng đất nước sau kháng chiến chống Mỹ? Tôi hoàn toàn chia sẻ với ý kiến của Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Bởi vì xây dựng một đất nước công nghiệp ấy, thì năng lượng là đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thì có thể nói trong suốt một cái thời gian dài đấy, thì cái giúp đỡ chúng ta về phát triển các cái nguồn năng lượng khác nhau ấy, nhiệt điện, thủy điện và sau này là cái công nghiệp dầu khí đấy, thì chúng ta cũng được sự hậu thuẫn giúp đỡ và hợp tác của Liên Xô trước đây và Nga ngày nay rất nhiều. Chính những cái sự giúp đỡ ấy đấy là không chỉ giúp chúng ta về mặt vật chất đâu, mà còn là đào tạo các chuyên gia. Và vượt lên trên tất cả đấy, đó là những cái kinh nghiệm, những cái bài học thành công cũng như là thất bại của chính Liên bang Xô Viết cũng giúp chúng ta rất nhiều. Và chính vì vậy mà hiện nay tôi cho cái được nhất ấy, không phải là những cái đã qua, mà những cái bài học mà chúng ta đang đi tới, thì cái đó cũng phải được coi là những giúp đỡ vô cùng quý giá của Liên bang Xô Viết cũng như là Liên bang Nga ngày nay. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, trong quá khứ, Việt Nam và Liên Xô trước đây đã có một sự hợp tác đa dạng bao quát trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích của cả hai bên. Vượt qua nhiều thăng trầm lịch sử, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày nay đang tiếp bước trên nền tảng quan hệ Việt Nam-Liên Xô. Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga là một câu chuyện điển hình về truyền thống hợp tác giữa hai nước. Mời các bạn tới với phóng sự sau đây của chúng tôi. Là một đất nước nhiệt đới đặc thù, Việt Nam có những đặc điểm môi trường sinh thái, đa dạng sinh học hấp dẫn với nhiều nhà khoa học trên thế giới. Việc nghiên cứu hậu quả của chất độc da cam với môi trường sinh thái, sức khỏe con người, nghiên cứu tác động của môi trường tới khí tài để đảm bảo vũ khí sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nghiên cứu đa dạng sinh học của Việt Nam, đó là những yêu cầu hết sức cần thiết và có ích cho cả hai nước. Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga ra đời đã đáp ứng được những yêu cầu khoa học đó. Liên Xô chưa bao giờ có cơ hội thực hiện các nghiên cứu của mình tại rừng nhiệt đới thật sự. Và khi Việt Nam cho chúng tôi cơ hội làm việc tại đây, chúng tôi xông đến đây, nhìn những thanh niên với niềm vui sướng tột cùng. Lúc đó tôi 30 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác sung sướng của mình khi lần đầu tiên đến đây và nhìn thấy rừng nhiệt đới. Tôi như ngừng thở, đứng trong rừng mà cảm giác như mình đang mơ vậy. 3 năm đầu tiên sau ngày thành lập trung tâm, các nhà khoa học Liên Xô và Việt Nam đã tạo nên nền tảng cơ sở nghiên cứu cho ngày nay. Họ đã miệt mài say mê nghiên cứu nhiệt đới, có khi ở liên tục trong rừng 40 đến 60 ngày, trải qua cả sốt rét và mọi khó khăn. Những sự kiện và việc thay đổi thể chế ở Liên Xô, Liên bang Nga năm 1991 đã đặt trung tâm trước thử thách sống còn, tồn tại hay không tồn tại. Trung tâm vẫn tồn tại được, thì cái điều đầu tiên phải nói đến là cái quyết tâm chính trị đấy, của lãnh đạo, trước hết là của phía Việt Nam, mà trực tiếp là Bộ Quốc phòng Việt Nam, và cái sự ủng hộ và cái sự thấu hiểu của các nhà khoa học của Nga, của Viện Hàn Lâm. Theo Viện sĩ Trịnh Quốc Khánh thì chính niềm tin cậy rất lớn dành cho nhau đã giúp trung tâm vượt qua những thử thách thời gian. Tại ngôi nhà chung của mình, các nhà khoa học Nga và Việt Nam trong gần 26 năm qua đã cùng nhau nghiên cứu nhiều vấn đề hóc búa và khó khăn liên quan tới khí hậu nhiệt đới. Ví dụ các bệnh truyền nhiễm như viêm gan siêu vi B, C hay các bệnh cúm H5N1, H7N9.
Trung tâm giống như ngôi nhà của chúng tôi vậy. Dù chúng tôi không sống ở đây, nhưng chúng tôi cùng làm việc ở đây. Chúng tôi được liên kết bởi mục đích chung, bởi những nhiệm vụ chung. Mọi người ở đây đều cố gắng làm việc và khám phá, cũng như gặp gỡ những người bạn mới. Càng ngày chúng tôi càng có nhiều bạn hơn. Tôi cũng muốn nói rằng ở đây môi trường làm việc không chỉ nghiêm túc mà còn rất thân thiện. Đó cũng chính là yếu tố đóng góp cho thành công của các công trình khoa học. Hiện tại, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga đang thực hiện 4 chức năng cơ bản của mình. Đó là nghiên cứu khoa học, là cầu nối phối hợp các hoạt động khoa học của các tổ chức của Việt Nam và Liên bang Nga, chức năng chuyển giao công nghệ và chức năng đào tạo. Thông qua hoạt động của trung tâm, chúng ta có điều kiện để tiếp cận với một nền khoa học và công nghệ có thể nói là hàng đầu thế giới. Và chúng ta học hỏi được ở các chuyên gia Nga, các bạn Nga rất nhiều về mặt phương pháp, về cách thức tổ chức tiến hành các hoạt động khoa học, cũng như chúng ta có điều kiện để tiếp cận với các công nghệ và chuyển giao để áp dụng trong điều kiện của Việt Nam để có thể khai thác và bảo quản tốt nhất các vũ khí trang bị kỹ thuật, cũng như là chúng ta giải quyết những cái vấn đề của Việt Nam chúng ta thông qua con đường hợp tác với phía Nga. Trong những năm 2013-2014, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã triển khai thực hiện 44 đề tài khoa học các cấp. Năm 2015, Trung tâm nỗ lực để trở thành một cơ sở khoa học quốc tế đa ngành và sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của một đơn vị hợp tác khoa học công nghệ điển hình giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Thưa giáo sư, Việt Sô Pietro, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là biểu tượng của hợp tác Việt-Nga bền vững, vẫn tồn tại và phát triển vượt qua mọi thử thách của thời gian, nhất là sau khi thể chế ở Nga thay đổi năm 1991. Và như chúng ta đã biết thì Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược đầu tiên là với Liên bang Nga năm 2001. Thì theo giáo sư, vì sao chúng ta vẫn giữ được mối quan hệ hữu nghị truyền thống bất chấp những biến động lịch sử và bất chấp sự thay đổi về lợi ích kinh tế? Quan hệ của hai quốc gia đấy có thể duy trì được lâu bền và dần dần là nâng cái vị thế của cái quan hệ đó lên đấy, thì cái điều quan trọng bậc nhất phải là cái sự tin cậy chính trị. Thế tôi nghĩ là cái đó giữa Việt Nam và Nga là có. Thứ hai đấy, đó là cái lợi ích mà hai bên tìm thấy ở nhau. Đấy, Nga là nước mà có một phần hướng sang bên Thái Bình Dương. Và Việt Nam lại có một cái vị trí đặc biệt quan trọng ở cái vùng Biển Đông này đấy. Thì cái mối quan tâm của Nga đối với Việt Nam ấy, nó không phải là ngày một, ngày hai, mà là có cái tầm chiến lược. Rồi cái sự bổ sung cho nhau của hai đất nước thì cũng phải tính đếm đến như là một yếu tố mà gắn kết hai dân tộc lại với nhau. Nga là một nước phát triển mạnh và có một cái nền công nghiệp nặng, là rất phát triển. Việt Nam lại là một quốc gia mà có thể phát triển nhanh những cái công nghiệp dịch vụ, những công nghiệp nhẹ, công nghiệp tiêu dùng. Và cái là người Nga cũng không phải là thế mạnh thì có thể bổ sung cho nhau. Cho nên trong tương lai đấy thì chắc chắn cái mối quan hệ này chúng ta sẽ còn tìm thấy những cái sự hợp tác ấy nó hiệu quả hơn. Và trên thực tế đấy thì chúng ta đang thấy như vậy. Nói về sự hợp tác hiện tại và tương lai thì quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga bây giờ là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thì theo giáo sư, chúng ta phải phát triển cái quan hệ hợp tác này như thế nào để xứng với những từ như là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và ý nghĩa của nó? Cái chiến lược ấy, thì muốn nói tới cái những lĩnh vực lớn và lâu dài thì chắc chắn trong cái sự nghiệp bảo vệ đất nước của chúng ta đấy thì rất cần tới cái sự hợp tác với Liên bang Nga, một cái đất nước mà như chúng ta đã rất biết là có đầy đủ những cái tiềm lực quân sự rồi kỹ thuật đấy, là có thể hợp tác để chúng ta bảo vệ Tổ quốc. Thế nhưng mà ở đây đấy cũng lưu ý đến hai cái từ là toàn diện, nghĩa là trên tất cả các cái lĩnh vực. Thì cái văn hóa Việt Nam với Nga đấy nó có rất nhiều cái nét mà có thể gắn với nhau. Người Nga là có một cái tấm lòng rộng mở, có cái tinh thần mà người ta quen gọi là hiệp sĩ. Thì người Việt Nam cũng có những cái phẩm chất ấy, nó gần gũi như vậy. Cho nên là hai bên có thể hợp tác với nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng cái việc mà phải khai thác hết cái mối quan hệ truyền thống mà hiện nay nó còn có ở những cái mối quan hệ có tính cá nhân của các cái đơn vị
mà đã từng có cái mối quan hệ sâu sắc trong quá khứ. Thì nếu như mà bên cạnh những cái chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ thì tạo điều kiện để có những cái hợp tác của từng cá nhân, của các cái đơn vị, thì cái tính toàn diện của nó đấy nó sẽ phong phú hơn rất nhiều. Cách đây không lâu á, thì tôi có may mắn được gặp ông Buyanov, chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt. Ông nguyên là kỹ sư đã tham gia xây dựng nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Trong cuộc nói chuyện với tôi thì ông Buyanov có nói một câu á, là chúng ta không nên chỉ chờ đợi ở cấp trên mà chúng ta phải tự thiết lập những cầu nối hữu nghị giữa con người và con người, giữa hai nền văn hóa. Giáo sư có nghĩ như vậy không ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì lấy cái trải nghiệm cá nhân tôi chẳng hạn ấy, cho đến nay thì tôi vẫn giữ quan hệ rất là chặt chẽ với lại thầy giáo hướng dẫn ở Lomonosov, mặc dù giáo sư thầy của tôi đấy năm nay đã ngoài 80 rồi. Rồi các cái bạn Nga của tôi đấy, thì vừa rồi trong cái hội thảo về văn hóa biển đảo tổ chức ở Nha Trang ấy, thì tôi cũng rất mừng là gặp lại các cái bạn cùng thầy với tôi cũng sang dự. Thì cái quan hệ cá nhân ấy thì nó không còn chỉ là cái quan hệ thân hữu có tính chất bạn bè, mà rõ ràng nó thể hiện cái sự hợp tác Việt-Nga trong những cái công việc rất là cụ thể. Chúng tôi đã trao đổi với nhau về thông tin, giúp đỡ nhau về tài liệu, và đặc biệt vừa rồi là với tư cách là Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đấy, thì tôi đã được cùng với giáo sư Phan Huy Lê đón tiếp ông Sergei Naryshkin là Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, nhưng đồng thời là Chủ tịch Hội Sử học Nga đấy, ký một cái văn bản hợp tác. Những cái việc triển khai như thế nào đó thì lại phải xuống tới các nhà sử học ở các cái đơn vị nghiên cứu của hai bên ấy. Thì rất may là sau khi mà có cái văn bản ký kết ấy đấy, thì chúng tôi lại gặp các bạn Nga và chúng tôi đã bàn nhau cái kế hoạch để triển khai cái văn bản hợp tác. Tôi lấy chẳng hạn như cái số liệu mà biên tập viên Hồng Hoa vừa mới nói đấy, trên hơn 40.000 người đã từng học ở Liên bang Xô Viết và Liên bang Nga đấy, thì họ là cái cầu nối. Và phát huy cái quan hệ cá nhân đó ấy, thì đã có bao nhiêu quan hệ rồi. Và hiện nay như là tôi được biết ấy, thì nhiều nhà khoa học của chúng ta đấy vẫn tiếp tục duy trì cái quan hệ đó. Họ có thể có những cái đề tài nghiên cứu chung, họ có thể có những cái công bố chung, vân vân. Xin chân thành cảm ơn giáo sư đã tham gia chương trình Việt Nam và Thế giới hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn biên tập viên Hồng Hoa. Cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, chẳng bao lâu nữa ở làng Phù Lưu, Bắc Ninh, nhà lưu niệm văn học Nga sẽ được hoàn thiện. Theo lời dịch giả văn học Nga nổi tiếng Thúy Toàn, thì đó là sự thể hiện tình cảm của ông đối với văn học Nga và đối với nước Nga. Và không chỉ của ông, mà của bao thế hệ người Việt Nam, thấm đậm tính nhân văn, con người, sự bình dị, cởi mở, chân thành của người Nga và văn hóa Nga. Nơi đấy sẽ là thư viện cho người dân, học sinh đến tìm hiểu về đất nước Nga. Có lẽ đây cũng là một chiếc cầu nối hữu nghị, theo ngôn từ của ông Buyanov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt. Tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã vững vàng vượt qua thử thách, nảy sinh từ những sự kiện bi thương của thế kỷ 20, cũng như những biến đổi trên thế giới và ở hai đất nước chúng ta. Song có một điều không bao giờ thay đổi, đó là mối quan hệ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, là truyền thống tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau, là biết trân trọng những gì tốt đẹp của mối quan hệ này. Thưa quý vị khán giả và các bạn, sau đây tôi xin mượn lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin để kết thúc chương trình Việt Nam và Thế giới hôm nay. Tôi muốn dẫn ra đây lời nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, uống nước nhớ nguồn. Tôi coi những lời này là sự ủy thác tinh thần cho các thế hệ công dân hôm nay và mai sau của hai đất nước chúng ta. Nhất định phải ghi nhớ về những trang sử chung, về những gì gắn bó với chúng ta. Đó là sự đảm bảo tính kế thừa và sự bền vững cho mối quan hệ hướng đến tương lai. Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Мальчишеское братство неразменно на тысячу житейских мелочей. И всякое бывает, но дружба неизменно становится с годами горячей.